Xin chào các bạn, chào quay trở lại thường tin. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài cái khóa mật khẩu màn hình của con máy Oppo A83 2018. Mã của nó là CVH 1827 nhé. Đây, các bạn muốn thực hiện cài khóa mật khẩu này, rồi con này thì xem nào, con này không có vân tay nhé, không có phím home, con này chỉ có xem nào, con này chỉ có vào trong. Bây giờ ta sẽ vào hướng dẫn từ đầu nhé, vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống chọn khuôn mặt và mật khẩu, con này có khuôn mặt nhé, không có ấy, bật mật khẩu rồi. Cái này thì ta phải nhớ nhé, để chuyển những cách khác hình vẽ hoặc ấy thì ta đây mẫu hình hoặc là chữ và số, ta nối ít nhất là 4 điểm nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái mã pin trước nhé, cái này 4 số 1, 2 và 4 chẳng hạn đấy, vẫn sử dụng. Rồi, tắt đi mở lại. Cái này phải nhớ nha, không thì mất là các bạn. Bây giờ ta sẽ chỉnh lại, ví dụ tôi chỉnh về cái nhé, 1, 2 và rồi. Gồm chữ và số này, ví dụ nó có bàn phím nó sẽ khác này nhé. Ví dụ Q này, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Quy 1, 2, 3, 4, 5. Xong. Rồi bây giờ ta sẽ xem nó giao diện nó khác, bảo mật nó cao hơn. Đấy, nó bàn phím nó khác vì nhiều ký tự mà. Quy 1, 2, 3, 4, 5. Tôi lấy ví dụ thôi. Xong. Rồi bây giờ ta chỉnh tiếp này. Ta phải nhập lại quy 1, 2, 3, 4, 5. Nếu bạn quên ấy, thì bạn vào xem video bên dưới để hướng dẫn xóa mật khẩu nhé. Rồi ta khác. Cái này ta vẽ ít nhất là 4 điểm nhé, nếu các bạn 3 điểm này không được. Tôi sẽ làm hướng dẫn cho các bạn vẽ lại một lần nữa. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ là mẫu hình. Rồi vẽ. Ok. Bây giờ khuôn mặt nhé, ta sẽ bấm vào đăng ký khuôn mặt. Tiếp tục ta sẽ nhìn cho với khuôn mặt vào cái chỗ cam này nhé, để cho nó nhận diện khuôn mặt của bạn. Rồi ok, nó báo này xong. Giờ tôi khóa lại này. Mở sáng lên. Đấy. Mở sáng thì đưa ra mặt. Đó. Cái con này thì nó lại không có vân tay nhưng nó lại có khuôn mặt. Nó đây ta có thể xem nào. Hình như không thể thêm hai khuôn mặt, chỉ thêm một khuôn mặt thôi nhé. Bây giờ ta xóa khuôn mặt đăng ký, ta ấn đây và ấn xóa này. Mật khẩu ta xóa tắt, ta vẽ lại cái hình cũ vừa rồi. Rồi. Đấy, bây giờ các bạn bật tắt đi, bật lại. Ok. Hết nhé. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn thực hiện cài mật khẩu khóa màn hình của máy Oppo A83 2018. Chúc các bạn thành công. Các bạn có gì thắc mắc không hiểu, các bạn bình luận bên dưới video, nhắn tin Zalo cho mình nhé. Chào các bạn.